chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Về phía mặt trời, chương trình do hãng phim Người bảo vệ báo Công an thành phố Hồ Chí Minh sản xuất. Thưa quý vị, trong chương trình Về phía mặt trời kỳ đầu, chúng tôi đã giới thiệu về một doanh nhân từng mặc áo tù đã nhanh chóng trở lại kinh doanh có hiệu quả trên thương trường. Để hiểu được vì sao sau khi thoát án tử hình, doanh nhân này nhanh chóng hòa nhập cộng đồng, phục hồi và phát triển có hiệu quả những dự án làm ăn gian dở xưa kia, xin mời quý vị và các bạn hãy nghe tâm sự của ông. Điều 41, điều 43 Bộ luật hình sự, buộc bị cáo Lê Minh Hải là tử hình. Hồi chuông cảnh tỉnh đầu tiên cho những tham vọng làm giàu vội vã, nôn nóng. Từ án tử hình nhận được ân xá thành án chung thân. Doanh nhân Lê Minh Hải nhận được cơ may thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Anh còn luôn luôn coi đó là cơ hội vàng, giúp anh chiêm nghiệm, suy ngẫm, đúc rút nhiều điều để mạnh mẽ, quả quyết lật qua một trang đời khác. Tôi bị tòa tuyên án tử hình là lúc tôi 44 tuổi. Và lúc đấy là cái lúc đẹp nhất của đời người đàn ông. Nỗi buồn nhất là nỗi buồn cô đơn, tại vì bị xã hội ruồng bỏ, tức là đã bị sa thải khỏi, cách ly khỏi xã hội. Cái đấy là nỗi buồn nhất của một cái người mà sôi động như tôi, một con người làm 19 năm cho nhà nước mà không nghỉ phép một ngày nào. Về tôi nhiều cái dư luận tốt nhưng cũng có dư luận xấu là tôi tham ô tham nhũng như vậy. Và tôi chỉ muốn là nếu tôi ra tù tôi làm lại được những cái gì mà tôi đã làm như ngày xưa mà còn làm hơn nữa thì đấy là tôi là con người có ích và có tài thật sự. Còn nếu mà tôi chỉ có mỗi hy vọng chỉ được sống tồn tại thôi, ra tù rồi tồn tại, thì với cái danh tiếng của tôi thì cũng chỉ cần mở một quán bình thường là người ta có thể ấy được, người ta đến ăn uống, người ta. Đối mặt với pháp luật, bị vây bọc giữa cái cô đơn của những tháng ngày trong tù, những người tù nhân may mắn diễm phúc nhất thường tìm được nỗi chở che, niềm an ủi từ cội nguồn và nét đẹp truyền thống của gia đình. Vợ tôi là một cô giáo dạy đại học sư phạm, cho nên là khi mà bị một người chồng mà bị bắt, bị tuyên án tử hình thì đấy là một điều sỉ nhục với giới trí thức. Không ít người có thể chịu đựng được như vậy, ít người. Vì thành kiến xã hội rất lớn. Vợ tôi đã phải bỏ dậy, chia sẻ cùng với chồng, đi hết nhà tù này đến nhà tù khác. Từ một cô giáo dạy đại học mà phải đi làm mở một cái đại lý điện thoại để mà làm, để nhặt những cái đồng bạc cắt, nuôi chồng, nuôi con. Và vợ tôi không những thế mà vợ tôi cùng với cha tôi là cũng tham gia trong cái việc mà kêu đi xin họ để có được hưởng một cái đặc xá được mà trong 10 năm. Chứ không dễ gì một cái người mà đi tù tử hình mà 10 năm được ra. Khi mà tôi vào tù, trước tiên là tôi đã nhận những cái việc làm để là làm sao để mà mình tồn tại và mình khỏe mạnh, mình hòa nhập với xã hội. Rồi tôi nuôi đà điểu, tôi nuôi cá, tôi cày ủi cho trại để phá vỡ hàng trăm hecta để trồng trọt, trồng cao su, mới trồng bí đỏ, trồng làm để cho làm sao mình không bị lạc hậu với xã hội. Như chim sổ lồng, như buồm no gió, sau ngày mãn hạn tù, doanh nhân Lê Minh Hải nhanh chóng hòa nhập với đời sống thương trường, khẩn trương mau lẹ bắt tay vào những dự án làm ăn mới. Vẫn dồn hết tâm sức cho công việc, khát khao vươn tay tới những điều mới lạ, tôn trọng nguyên tắc giữ chữ tín với bạn hàng như ngày nào. Nhưng sự táo bạo, quyết liệt,
tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của doanh nhân Lê Minh Hải hôm nay mang sự lựa chọn và cung cách ứng xử của một con người đã một lần thoát hiểm. Tôi phải nói rằng anh Hải là người dám nghĩ, dám làm, thế và lạc quan, thần kinh tốt. Bọn tôi vẫn nói đùa với nhau, nói đùa đùa là thật, nói và nếu như mà có những người mà vào cảnh đó, hoàn cảnh anh Hải thì có khi là lên cơn thần kinh rồi. Tôi thì tuổi cao rồi, nhưng mà anh Hải á, là hiện nay ở cái tầm của anh Hải là chính là thế hệ gánh vác đó. Nhưng mà tôi thấy anh Hải luôn luôn có một cái thể hiện là có một cái khát vọng cháy bỏng, là làm gì đây để góp phần với đất nước trong những năm tháng còn lại của cuộc đời mình. Cái đó đối với tôi là quý nhất. Tôi rất thích tính Hải, cách làm việc và cách sống rất là mạnh mẽ và quyết đoán và rất chăm chỉ làm việc. Sáng nào cũng cái người đầu tiên mà dám gọi tôi 5 giờ sáng chỉ là Hải Robert thôi. Và lúc nào thấy cậu đi làm mà ăn mặc thì rất là lôi thôi, đi chiếc dép nhựa giống như là một cái kẻ hành khất bụi đời ngoài đường, và cưỡi trên cái chiếc xe Honda cả tàng nhất có thể vứt đâu cũng được, không ai lấy. Thế mà lại là một doanh nghiệp làm việc rất ghê gớm và đã thành công trong kinh tế. Tôi tặng Rory Hải là đoạn sau: thèm biết bao nhiêu bàn tay của mẹ, hãy về bên con trong giây phút cô đơn. Thèm biết bao nhiêu bàn tay bè bạn, nắm chặt tay tôi trong giây phút hoang mang. Thèm biết bao nhiêu bàn tay người rỗng lặng ở bên tôi trong giây phút khủng khiếp nhất của đời. Tại sao người đời tặng cho tôi là Hải Robert? Thế sau khi xem cái phim Mối Tình Đầu thì có ông Robert Hải là ông người Pháp hoàn toàn. Nhưng do cái tính cách của tôi nó cũng hơi giống người phương Tây, cho nên là giới anh em hàng Hải mới tặng cho tôi một cái biệt danh là Hải Robert. Đối với chúng tôi thì cái nặng nhất ấy, tức là những cái người nổi tiếng như tôi ấy, thì mời ăn mà mời vui vẻ thì rất là nhiều người ra trông thấy mặt là mời, quanh năm có thể ăn không cũng được, nhưng mà dù dê làm ăn là không có ai làm cả, thì lên đến bạc trăm triệu là không ai bỏ, không ai chơi, không ai bỏ, nhà băng cũng cho mượn, mật doanh nghiệp cũng khó khăn. Những người tù ra thì người ta chỉ có thể cảm thông một hai lần, còn lại người ta lảng tránh. Trong đời tôi đó, tôi cho ông Napoleon là thần tượng của tôi, người tôi thích như ông ấy, tức là đi chinh chiến. Đây là một cái hình mà phía tiến lên phía trước là núi, là đỉnh núi, còn lùi lại là rớt xuống vực. Cho nên tôi chọn một, tôi cũng đúng ở cái thế này. Và còn điều này đáng quý, đáng trân trọng hơn. Nhớ lại quãng đời tù tội của mình, Lê Minh Hải luôn canh cánh trong lòng niềm thương cảm và nỗi băn khoăn. Phải làm gì đây để góp phần giúp những người rơi vào hoàn cảnh không may như mình mau chóng trở về với cuộc sống đời thường. Tôi bên Linh Cô Thìn là phó chủ tịch Quỹ Hoàn Lương và anh Trần Văn Tạo là chủ tịch Quỹ Hoàn Lương. Thì xuất phát từ tôi bên Thìn cũng là những người tù mà được bị cái án nặng nhất của khi mà bị tuyên. Nhưng mà chúng tôi đã, sau khi chúng tôi ra khỏi nhà tù thì chúng tôi cũng là một cái vào xã hội nó đỡ hơn những người khác, do đó có những cái sự cảm thông và muốn xã hội phải nhìn nhận lại, giúp đỡ để cho người ta hòa nhập, để giảm bớt cái áp lực cho nhà nước. Vì chính những cái người đi tù ra mà nếu mà không có nơi nương tựa,
không được vào với xã hội thì người ta, con đường người ta trở lại với nhà tù là nó lại rất gần. Vào tháng 4 năm 2010, đoàn đại biểu chính phủ ta do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đã sang Myanmar ký kết các hiệp định hợp tác kinh tế thương mại. Trong số các doanh nhân đi theo đoàn có ông Lê Minh Hải. Chuyến đi này có thể xem là một lần cất cánh không? Chúng tôi hỏi ông Lê Minh Hải. Ông trả lời vắn gọn. Rất vinh dự, nhưng cũng mới chỉ là sự bắt đầu. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Về Phía Mặt Trời kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mời quý vị và các bạn hãy đón xem chương trình Về Phía Mặt Trời được phát sóng vào lúc 19:30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Cảm ơn công ty quảng cáo mới mỗi ngày đã đồng hành cùng chương trình. Thân ái chào tạm biệt quý vị.